Trước diễn biến mới của dịch bệnh do chủng mới của virus SARS-CoV-2, các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thống nhất yêu cầu thực hiện khai báo y tế toàn dân. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban chỉ đạo còn nhấn mạnh cần phải tiếp tục chạy đua với thời gian, từng giờ từng phút, quyết tâm để người dân kể cả trong vùng dịch và ngoài vùng dịch có một cái Tết an toàn. Trước diễn biến mới của dịch bệnh do chủng mới của virus SARS-CoV-2, các thành viên Ban chỉ đạo thống nhất yêu cầu việc thực hiện khai báo y tế toàn dân, Bộ Y tế theo dõi, cập nhật, công bố thông tin lên trang bản đồ chung sống an toàn với dịch COVID-19. Những đối tượng từ vùng dịch trở về sau khi nhắc nhở lần thứ nhất vẫn không khai báo y tế sẽ không được sử dụng dịch vụ viễn thông. Bây giờ chủng mới mà chúng ta muốn sống bình thường mới thì chúng ta phải sẵn sàng. Một trong biện pháp sẵn sàng đấy là khai báo y tế. Hiện hai nguồn lây nhiễm đã từng bước được kiểm soát do xác định trung tâm dịch ngay từ đầu, triển khai quyết liệt, khẩn trương, đồng bộ các biện pháp chống dịch. Dự báo ổ dịch tại Hải Dương và Quảng Ninh sẽ được kiểm soát trong thời gian tới. Bộ Y tế tiến hành triển khai lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng với các công ty, khu vực trọng điểm và toàn bộ cộng đồng dân cư ở các điểm có nguy cơ cao. Cả nước hiện có 94 phòng xét nghiệm có đủ năng lực khẳng định với công suất khoảng 42.000 mẫu mỗi ngày. Tuy nhiên, để người dân có cái Tết an toàn, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần phải tiếp tục chạy đua với thời gian, từng giờ, từng phút. Tất cả chúng ta là chạy đua với thời gian để mong sao cho bà con nhân dân, kể cả ở trong vùng dịch thì cũng yên tâm, nhưng mà đặc biệt là nhân dân cả nước ở ngoài vùng dịch thì sớm yên tâm để chúng ta sản xuất, kinh doanh và đón Tết. Liên quan đến việc thực hiện cách ly, Phó Thủ tướng cho biết các lực lượng cân nhắc xem xét cách ly trên quy mô nhỏ nhất có thể, nhỏ gọn và an toàn, thậm chí có thể thông báo trước cho người dân về việc phong tỏa có thời hạn linh hoạt để điều tra dịch tễ. Trước nhận định của các chuyên gia, đeo khẩu trang cơ bản vẫn là biện pháp an toàn nhất để phòng chống dịch bệnh. Tất cả các địa phương cần kiên quyết xử phạt nghiêm những người không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, đồng thời khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Có thể nói Tết cổ truyền đang đến gần rồi, và đây cũng là dịp để mà các đoàn viên, các thành viên trong một gia đình một năm sau mà xa cách để trở về nhà. Vậy nhưng có lẽ năm nay sẽ là một cái Tết rất là đặc biệt với rất nhiều người, bởi có lẽ sao họ sẽ không được về quê vì tình hình dịch bệnh rất là phức tạp như hiện nay. Vâng, và cho đến ngày hôm nay thì nhiều địa phương đã thông báo cách ly toàn bộ người dân về từ vùng dịch. Có nơi chỉ cách ly người thuộc diện F1. Nhiều địa phương khác thì đề nghị người dân không nên về quê dịp Tết này để phòng tránh dịch bệnh. Theo đó, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nam Định và Hà Giang yêu cầu người trở về từ các điểm dịch phải cách ly tại nhà hoặc cách ly tập trung từ 14 đến 21 ngày và xét nghiệm COVID-19. Riêng tại tỉnh Hà Nam, yêu cầu người về từ Hải Dương, Quảng Ninh và các vùng có dịch đến cơ quan y tế khai báo, kiểm tra sức khỏe. Tỉnh Bắc Giang thì yêu cầu toàn bộ 100% người dân từ Hải Dương và Quảng Ninh về sẽ phải ra soát và cách ly. Ngoài ra, một số địa phương khác như Yên Bái, Phú Thọ chỉ yêu cầu công dân từ các địa phương có dịch về sẽ phải đến trạm y tế trên địa bàn lưu trú để kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế trước khi trở về nhà. Người dân tự theo dõi sức khỏe, khi có những biểu hiện ho, sốt, khó thở thì cần phải báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất ở nơi cư trú. Các tỉnh cũng đưa ra khuyến cáo với các công nhân lao động tại các thành phố lớn đang có dịch như Quảng Ninh, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, hạn chế di chuyển và không về quê để ăn Tết, tránh làm tình hình dịch bệnh thêm phức tạp. Thưa quý vị, có thể thấy số ca nhiễm COVID-19 ở Hải Dương chưa có dấu hiệu giảm, dù địa phương này đã dồn toàn lực để chống dịch. Công tác về xét nghiệm lẫn điều trị đều được tiến hành một cách khẩn trương và nhanh chóng. Tuy nhiên, các chuyên gia dự báo dịch có thể vẫn còn diễn biến phức tạp và công tác phòng chống dịch COVID-19 ở đây đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhóm phóng viên VTC14 có mặt tại thành phố Chí Linh, điểm nóng nhất của đại dịch, để cập nhật tình hình. Hiện nay, Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh, Hải Dương trở thành bệnh viện dã chiến. Toàn bộ bệnh nhân điều trị nội trú trước đây đã được chuyển về bệnh viện đa khoa tỉnh, nhường chỗ cho bệnh nhân COVID-19. Có 13 bệnh nhân nặng đã được chuyển về bệnh viện dã chiến số 2 điều trị, trong đó 12 người đã ổn định, không còn phải thở oxy. Tôi đang có mặt tại bệnh viện dã chiến Trung tâm Y tế Chí Linh của tỉnh Hải Dương. Nơi đây đang điều trị cho gần 200 bệnh nhân dương tính với COVID-19. Theo lãnh đạo trung tâm thì hầu hết bệnh nhân đều sức khỏe ổn định. Và nếu trong thời gian tới số lượng bệnh nhân có gia tăng hơn nữa thì thị xã Chí Linh sẽ có kế hoạch xây dựng bệnh viện dã chiến số 3.
Bệnh nhân đông khiến nhân lực y bác sĩ được huy động tối đa công sức. Từ lãnh đạo trung tâm đến các bác sĩ y tá đều đã có nhiều đêm thiếu ngủ. Ở ngoài cộng đồng thì quá tải. Trong mấy ngày vừa rồi là chúng tôi phải kêu gọi trợ giúp của Sở Y tế điều quân của các huyện khác sang giúp chúng tôi. Hiện nay, khó khăn nhất trong dập dịch của Hải Dương có lẽ là công tác cách ly và xét nghiệm. Hàng chục ca F0 được phát hiện mỗi ngày, kéo theo đó là hàng nghìn F1, hàng chục nghìn F2, khiến lượng mẫu xét nghiệm đội lên cao. Mặc dù đã huy động hết công suất, nhưng số mẫu bệnh phẩm vẫn bị ùn ứ. Có những người thuộc diện F1 phải chờ tới 3-4 ngày mà vẫn chưa có kết quả xét nghiệm. Điều này khiến công tác khoanh vùng dập dịch bị chậm trễ. Một khó khăn nữa mà Hải Dương đang gặp phải đó là công tác cách ly. Hiện nay hầu hết các khu cách ly ở Hải Dương đều đã kín chỗ, trong khi số người phải cách ly sẽ còn gia tăng trong những ngày tới. Riêng thành phố Chí Linh đã huy động toàn bộ lực lượng, từ y bác sĩ, quân đội, công an, giờ đến cả giáo viên đi phục vụ các khu cách ly mà vẫn không đủ. Thực sự là cái việc cách ly tập trung hiện nay là đang quá tải. Hiện nay là chúng tôi có 26 điểm cách ly tập trung và sáng hôm nay thì sẽ tiếp tục thành lập thêm 3 điểm nữa, 29 điểm. Trong nhiều khó khăn thì hiện nay tỉnh Hải Dương có một thuận lợi, đó là sự hỗ trợ của tuyến trên. Bệnh viện Bạch Mai đang hỗ trợ bệnh viện dã chiến đặt tại trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, còn bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh có đoàn chuyên gia của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương hỗ trợ và chi viện. Chỉ có một vài cái phương tiện nhỏ nhỏ thôi, thì ví dụ như là cái xe X quang di động thì chúng tôi cũng trao đổi với sở và sở cũng đã đề nghị với Bệnh viện Phổi Trung ương để hỗ trợ thêm cho cái phần khám chữa bệnh cho bà con ở cái khu vùng phong tỏa Chí Linh. Ngày Tết Ông Công Ông Táo, đường phố thành phố Chí Linh vắng vẻ, hầu như không một bóng người. Vườn hoa trung tâm thành phố đang xây dựng và dang dở vì dịch COVID-19. Những bông hoa hướng dương vẫn vàng tươi trong nắng, như thắp lên hy vọng thành phố này sẽ sớm vượt qua những ngày tăm tối. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn và các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình khẩn trương chấn chỉnh công tác quản lý lái xe, bộ phận quản lý an toàn giao thông, thực hiện nghiêm việc chuyển dữ liệu giám sát hành trình. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm trước ngày 11 tháng 2 phải báo cáo về Sở việc sử dụng, khắc phục các thiết bị giám sát hành trình bị lỗi không chuyển dữ liệu theo quy định, xử lý chấn chỉnh các lái xe thường xuyên vi phạm tốc độ, thời gian làm việc của các lái xe và trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi an toàn giao thông của đơn vị. Trước đó, qua khai thác dữ liệu từ hệ thống thông tin, khai thác và sử dụng dữ liệu giám sát hành trình thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong một tháng đã có 56 đơn vị với tổng cộng 100 xe vi phạm về tốc độ, hơn 1.700 đơn vị với hơn 10.000 xe vi phạm về thời gian làm việc của lái xe, hơn 4.000 đơn vị với 17.054 xe vi phạm về truyền dữ liệu. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết, việc bàn giao dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông phải kéo dài đến cuối tháng 3 năm 2021 do cần làm các thủ tục nghiệm thu cuối cùng. Theo Thứ trưởng, dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đã được chạy liên động từ ngày 12 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 để đánh giá an toàn trên toàn hệ thống. Từ thời điểm đó cho đến nay, Bộ Giao thông Vận tải đã nhận được báo cáo tư vấn đánh giá toàn hệ thống. Trong đó, hiện đã có nhiều khuyến cáo về an toàn hệ thống của các thiết bị nhà thầu cung cấp mà dự án cần phải làm rõ thêm, bổ sung thêm các giải pháp để đảm bảo an toàn, siết chặt cứu hộ cứu nạn khi xảy ra các tình huống. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng cho biết, hiện nay vẫn cần tiếp tục đào tạo thêm cho nhân viên vận hành của dự án để thành thạo về việc diễn tập cứu hộ cứu nạn khi có sự cố. Trong thời gian đó, Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục nghiệm thu các hợp phần. Bộ đã phối hợp với Metro Hà Nội để kiểm đếm tài sản. Sau này, quá trình bàn giao sẽ thuận lợi, rút ngắn thời gian. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường xung quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Sở xây dựng các phương án giải tỏa nhanh các sự cố nhằm kéo giảm ùn tắc giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Cụ thể, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng dừng đỗ xe, đón trả khách sai quy định, đặc biệt là khu vực trước đường vào ga quốc nội. Lực lượng cảnh sát giao thông giữ vai trò chủ lực trong công tác phòng chống ùn tắc giao thông tại khu vực Tân Sơn Nhất.
huy động các lực lượng khác tham gia hỗ trợ điều tiết giao thông, tiếp tục phát huy cơ chế thông tin hiện hữu để kịp thời phối hợp giữa các đơn vị khi xảy ra các tình huống có nguy cơ dẫn đến ùn tắc giao thông, sắp xếp hoạt động của xe taxi và xe hợp đồng cho phù hợp, bố trí thời gian giao nhận hàng hóa để hạn chế xe tải lưu thông vào ban ngày. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh giao cho các đơn vị liên quan sớm hoàn thành công tác lắp đặt bổ sung 3 thang máy tại nhà xe TCP ở sân bay, đồng thời nghiên cứu bố trí thêm làn E trong nhà giữ xe để tổ chức cho các loại xe kinh doanh vận tải có ứng dụng công nghệ như B-Group, Grab đón khách tại làn E, chủ động bố trí lực lượng điều tiết giao thông khu vực đường nội bộ cảng một cách linh hoạt tùy theo tình hình giao thông thực tế như xả trạm thu phí, hướng dẫn xe kinh doanh vận tải lưu thông vào làn C khi xảy ra tình trạng quá tải ở làn D và làn E. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, còn được biết đến là lễ cúng ông Công ông Táo. Sau nhiều năm tuyên truyền vận động, tính cho đến thời điểm này, người dân trên cả nước đã bắt đầu có ý thức hơn trong việc đốt vàng mã cúng ông Công ông Táo. Những thủ tục trở nên gọn nhẹ hơn và hơn hết là đều tuân thủ theo những quy định của lực lượng chức năng về phòng cháy chữa cháy. Ghi nhận của phóng viên VTC14 tại Hà Nội. Từ đầu giờ chiều 23 tháng Chạp, chị Thái Thị Minh Loan và con dâu đã tất bật vào bếp. Dù bận rộn, nhưng cứ đến ngày này, chị lại tự tay vào bếp nấu nướng và chuẩn bị một mâm cỗ để cúng ông Công ông Táo. Trên bàn thờ, chị cũng không quên chuẩn bị tiền vàng và bộ đồ táo quân. Theo chị Loan, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên chị làm gọn nhẹ hơn những năm trước. Đặc biệt, để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ dịp cuối năm, chị chọn nơi rộng rãi, cách xa nguồn điện khi hóa vàng. Rất là cẩn thận về cái phòng cháy và chữa cháy, nhất là ở trên bàn thờ cũng là lúc nào cũng có một cái chậu nước hoặc là thắp nhang xong là tắt hết điện đi, đèn dầu cũng tắt. Với thứ hai nữa là hóa vàng thì là cũng ngồi đấy, tôi cũng phải ngồi đấy hóa từ đầu đến lúc nào xong thì là cũng dưới nước để cho dập tắt xong rồi lúc nguội thì là cho vào ly lông là buộc làm để gọn vào một chỗ. Cũng như chị Loan, bà Đặng Thị Xuyên ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội hết sức lưu ý khi hóa vàng. Bà chờ cho lửa cháy hết rồi dùng rượu vẩy xung quanh. Đây là cách bà làm từ nhiều năm nay mỗi khi đốt vàng mã. Nhờ thế mà trong nhiều năm, gia đình chưa hề xảy ra sự cố cháy nổ nào. Đây là phong tục của Việt Nam mình, bao giờ cũng bị giữ. Để chuẩn bị đến ngày ông Công ông Táo lên trầu rời là phong tục của Việt Nam rồi. Nhưng khi mình đốt vàng mã này mình phải nhìn cái không gian xung quanh này. Làm sao cho nó thật an toàn, đấy, cho thật an toàn mà phải có sự chuẩn bị, nếu nó bùng lên chỗ nào thì là mình phải có điều kiện để mình dập tắt ngay để cho nó an toàn tuyệt đối. Đấy, thế không để xảy ra hỏa hoạn. Theo các chuyên gia, cuối năm là thời điểm nhạy cảm, các vụ cháy nổ ở hộ gia đình thường gia tăng. Nhất là sau Tết Ông Công Ông Táo, người dân thường mua thêm vàng mã để thờ cúng dịp Tết Nguyên đán. Cùng với đó là nhu cầu sử dụng điện để đun nấu, thắp sáng của các gia đình cũng nhiều hơn, dễ phát sinh các sự cố chập cháy. Gia đình quây quần, các thành viên trong gia đình từ những nơi xa về tập trung trong gia đình rất là nhiều người và diễn ra rất nhiều hoạt động liên quan đến thờ cúng, thắp hương, đốt vàng mã. Chính vì vậy mà người trong gia đình phải chủ động trong việc kiểm soát nguồn nhiệt, nguồn lửa để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Một điều nữa là trong cái thời điểm dịp Tết năm nay mà với cái tình hình cái dịch bệnh Covid diễn ra cũng khá là phức tạp. Do vậy là các thành viên trong gia đình thì có lẽ là sẽ tập trung nhiều hơn ở nhà, sinh hoạt trong các căn hộ. Do vậy cái việc cẩn trọng hơn trong sử dụng nguồn nhiệt, nguồn lửa cũng là một trong những cái điều mà các gia đình cần phải chú ý. Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Để vui xuân đón Tết an toàn, hơn ai hết, mỗi người dân cần chủ động nâng cao ý thức công tác phòng cháy chữa cháy, nhất là việc sử dụng nguồn nhiệt, nguồn lửa ngày Tết.